Xin chào các bạn. Như chúng ta đã biết, âm nhạc là một môn nghệ thuật và âm nhạc là một món ăn tinh thần không thể thiếu ở trong bất kỳ ai mỗi con người của chúng ta. Từ bạn nhỏ chưa mới sinh ra và cho tới khi lớn lên và cho tới khi già đi thì đều cần đến âm nhạc. Và chúng ta cũng đã thấy đến môn âm nhạc thì cũng đã được đưa vào ngành giáo dục từ lớp 1 cho tới lớp 9 và bắt đầu từ năm nay thì cũng bắt đầu đưa vào lớp 10 và cho đến hết cấp 3. Thì chúng ta đã biết âm nhạc có tầm quan trọng như thế nào đối với mỗi con người chúng ta, đối với trên xã hội này. Thế thì chúng ta có thể hiểu như thế nào về âm nhạc và chúng ta có thể khái niệm về như thế nào về âm nhạc. Chúng ta cũng biết rằng âm nhạc là một môn nghệ thuật, và như vậy chúng ta có thể hiểu sơ qua âm nhạc thì trong đó có âm và nhạc. Như vậy âm là âm thanh, còn nhạc thì có tính nhạc, chúng ta đã biết rồi phải không ạ? Và thì âm thanh có tính nhạc thì âm đó nó như thế nào để có tính nhạc? Thì âm thanh đó nó phải có các cái tính chất, cái yếu tố của nó để có tính nhạc, thì nó bao gồm là trường độ, là độ dài của cái âm đó. Thứ hai là cao độ. Cao độ nghĩa là âm đó nó có thể có độ cao và độ thấp của cái âm đó. Cao thấp tùy chúng ta muốn, chúng ta chọn. Và cái cường độ là mạnh, nhẹ của cái âm đó. Hai nữa là cái âm sắc, nghĩa là sắc thái của nó. Như vậy đó là chúng ta hiểu về các cái yếu tố để tạo nên một cái âm để gọi là âm nhạc. Và như vậy chúng ta có thể hiểu rộng hơn và chúng ta có thể khái niệm về âm nhạc. Như vậy thì theo các bạn, chúng ta có thể khái niệm về âm nhạc là gì? Đấy. Chúng ta đã có một cái câu hỏi qua, đã bao giờ chúng ta đã được hỏi này, khi chúng ta đã được học này. Thế thì chúng ta có thể suy nghĩ về âm nhạc là gì? Chúng ta có thể đưa ra một cái khái niệm cơ bản nhất. Vậy thì trong video này chúng ta thấy rằng là gì? Hôm nay thì thầy sẽ đưa ra một cái khái niệm về âm nhạc hết sức là cơ bản để cho chúng ta nắm và chúng ta thu thập về kiến thức. Môn âm nhạc là một môn nghệ thuật rất là thiết thực để chúng ta áp dụng trong cuộc sống của chúng ta. Thế thì âm nhạc là một môn nghệ thuật dùng chất giọng hoặc là âm thanh để diễn đạt các cái cung bậc cảm xúc vui buồn vân vân. Đó là cái trong cái tình cảm của con người, chúng ta hiểu nôm na như thế. Vậy thì âm nhạc nó bao gồm hai thể loại chính, đó là thanh nhạc và khí nhạc. Và thanh nhạc thì đương nhiên là dùng âm thanh, dùng để chất giọng của con người chúng ta rồi. Và thanh nhạc, âm nhạc nó dựa trên lời hát để diễn tả và để thể hiện một cái ý tưởng, một cảm xúc, một cái tâm tư tình cảm của con người hay là của một loài vật, của một thực vật, động vật hay là một bất kỳ cái gì đó, thì người ta dùng thanh nhạc để người ta thể hiện lên. Thứ hai là khí nhạc. Vậy thì khí nhạc là một cái âm nhạc dựa trên một âm thanh thuần túy của các nhạc cụ. Nhạc cụ thì có rất nhiều loại rồi, chúng ta đếm thì có thể rất là nhiều. Đấy. Khí nhạc thì đương nhiên là dùng âm thanh của các loại nhạc cụ và nó trừu tượng để gây lên cảm giác và sự liên tưởng của cái âm thanh đó vào một cái nội dung, một cái loại cảm xúc, một cái tình cảm nào đó để gọi là khí nhạc. Và từ cái thanh nhạc và khí nhạc này nó mới tạo nên một và rất là nhiều loại cái ký hiệu âm nhạc. Như vậy thì ký hiệu âm nhạc thì chúng ta sẽ hiểu rằng là gì? Ký hiệu âm nhạc là toàn bộ những cái dấu hiệu, những cái chữ viết được dùng để ghi lại âm thanh với các đặc tính chung của âm nhạc. Chúng ta có thể thấy nôm na như ký hiệu âm nhạc như là các cái loại hình nốt chẳng hạn. Ví dụ như nốt tròn thì độ dài của nó khác cái nốt trắng, nó tròn độ dài của nó là 4 phách, và
Còn nốt trắng thì độ dài của nó là 2 phách, và nốt đen là 1 phách, nốt mốc đơn là nửa phách, vân vân. Và nó có như các cái dấu hóa thì nó dùng để thay đổi độ cao của các cái âm thanh đó. Chẳng hạn thì chúng ta hiểu như thế nào là âm nhạc, và thì qua cái video này chúng ta hiểu và chúng ta có thể đưa ra được một cái khái niệm như thế nào là âm nhạc, thì chúng ta có thể quay lại xem lại để chúng ta nắm vững hơn kiến thức âm nhạc cơ bản nhất về vấn đề gọi là khái niệm về âm nhạc. Và để từ đó chúng ta có thể tiếp cận và cập nhật cái bộ môn âm nhạc một cách hết sức là vững chắc và tự tin hơn. Xin chào các bạn.